Hai chị cho các bạn hôm nay Thảo Lua lại giới thiệu các bạn game House of Slingrina. Các bạn hãy nhớ like và ủng hộ cho mình nhau. Những game mà này mình không biết chơi kiểu gì đâu, thì mình cứ thử thôi. Các bạn hãy nhớ like và ủng hộ nhau nha. Game khó chơi lắm, mình chả biết chơi kiểu gì. Những thể loại như này. Bây giờ tìm cho các bạn tìm 80 chỉ ạ. Sao nó không hiện ra cái gì? Cây đâu? Quạt đỏ hợi, chưa chị đã gặp. Vừa nhìn thấy nó xong rồi. Nó đâu rồi? Nó à? Mày nấp ở đây, tao đi ta xem. Nấp đây. Được. Gặp nhau hết. Bắt đầu
Chơi cái game này toàn quảng cáo là nhiều. Thế loại này đau đầu. Mình cha thì chơi cái loại đâu đâu này, cái chả có bộ máu rồi. Cầu thang lên này, thang kéo, chả có gì, không có gì. Mẹ quấy địa gặp hả? Kinh dị. Thì nó quay đi chỗ khác không nhìn thấy nó thì không sao. Thank you.
Xuống cầu thang. Chơi game này chóng mắt lắm các bạn. Các bạn thì bàn ghế đứng lên chơi nhé. Rồi. Các bạn, các bạn yêu team ý. Đứng lên chơi chỗ này, xem thôi. Xem cũng ghê với đấy. Còn bạn gì nữa là swap vào đây. Chơi trò này chóng hết các bạn. Chú ụt ta mấy con này hai miếng ở đâu nữa mà. Ba miếng ở đâu. Thôi. Thôi nha các bạn nha, mình chơi cái game này hóa hết cả mắt rồi. Hẹn các bạn game nữa nha, sau nha.